Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV tổ chức lễ sơ kết thi đua 120 ngày đêm hoàn thành kết cấu thép mái chính nhà ga T3, đồng thời tiếp tục phát động 90 ngày đêm hoàn thành toàn bộ mái, tường kính và đóng điện công trình. Dự án hiện vượt tiến độ 2 tháng và tiếp tục đẩy nhanh các hạng mục còn lại trong 3 tháng cuối cùng của năm 2024. Thưa quý vị, để đảm bảo dự án nhà ga T3 được khánh thành và đưa vào sử dụng vào đúng dịp 30 tháng 4 năm 2025, thì vấn đề đặt ra đó là phải nỗ lực rút ngắn thời gian thi công 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Vai trò của hơn 2.500 kỹ sư và công nhân tại công trình là vô cùng quan trọng. Ý thức được cái dự án này là dự án trọng điểm quốc gia, thành ra là mỗi một anh em công nhân thì người ta cũng ý thức được và có trách nhiệm. Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khởi công vào tháng 12 năm 2022 gồm 4 hạng mục chính là nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cảng trước nhà ga và sân đỗ máy bay. Tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng. Khi hoàn thành, nhà ga T3 đáp ứng công suất hơn 20 triệu hành khách một năm, phục vụ 7.000 hành khách một giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tàu bay, cốt C và cốt E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối sân bay, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiều năm qua. Tới thời điểm hiện nay thì như là các anh chị cũng thấy thì máy mình cũng đã xong được lớp 1 và lớp 2, thì còn lại 3 lớp còn lại thì tiếp tục triển khai song song ở phía trên. Trong khi đó thì ở phía dưới này mình đã có thể triển khai làm các công tác hoàn thiện ở bên trong nhà ga được rồi và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết trời mưa. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hoàn thành cái nhà UC, là cái nhà cơ điện, là có nghĩa là trái tim của dự án, lắp đặt hoàn thành 100% các thiết bị cơ điện cũng như đầu ra của đầu mối điện nước để đảm bảo là đóng điện vào cuối tháng 11 này. Đến nay các hạng mục công trình thi công dự án đều đã và đang theo đúng kế hoạch. Đánh giá chung, tổng khối lượng đã thực hiện đạt trên 70% và sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 30 tháng 3 năm 2025, vượt tiến độ dự kiến ban đầu. Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký giao ước thi đua hoàn thành các hạng mục công trình trong 90 ngày còn lại của năm 2024.